xông vào Minh Phương. Sư Tử Hoa tiến khai. Minh Tuấn đột phá. Bàn thắng tới ở những phút cuối luôn là một thứ mang lại cảm xúc đặc biệt khó quên cho người hâm mộ. Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, chúng ta đã không ít lần được bùng nổ, được sống trong niềm hạnh phúc vỡ òa với những chiến thắng như thế. Hôm nay, hãy cùng Nextport nhìn lại top 10 bàn thắng phút cuối đem lại cảm xúc bùng nổ nhất trong lịch sử đội tuyển Việt Nam. Công Vinh đã cho thấy ngày hôm nay và cả ở giải đấu này Calisto luôn cho thấy ông luôn mang lại những sự thay đổi người chính xác và đã có một quả đá phạt chính xác của Minh Phương để Công Vinh ghi bàn thắng quý hơn vàng. Công Vinh thật tuyệt vời với một bàn thắng. Đây có thể sẽ là bàn thắng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Công Vinh. Chưa có một pha đột phá nào của Công Phương. Công Phương Trong Hoàng Minh Tuấn đột phá. Tuyệt vời. Nỗ lực tuyệt vời của cầu thủ Việt Nam thật không thể tin nổi. Nhưng anh Dũng ạ, đó là sự công bằng của bóng đá.
nghĩ là như vậy. Chính xác là như vậy. Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và bây giờ thì đã được đền đáp. Trên lưng của Quế Ngọc Hải là cái tên Nguyên Mạnh và cầu thủ đang đá với nỗ lực để khỏa lấp vị trí của Nguyên Mạnh. Cầu thủ đang chơi như có 11 người trên sân. Các cổ động viên của đội tuyển Việt Nam đã khóc rồi. Một khoảnh khắc quá xúc động, quá nhiều cảm xúc. Thực sự là rất khó cầm nước mắt trong khoảnh khắc như thế này. Rất khó. Có lẽ là những cảm xúc nó rất giống với những bàn thắng của Văn Sĩ Hùng hay bàn thắng của Công Vinh. Những gì huấn luyện viên Hữu Thắng nói về Vũ Minh Tuấn đã hoàn toàn chính xác. Bản năng sát thủ của Vũ Minh Tuấn đã xuất hiện đúng lúc đúng chỗ tình huống này. Quả bóng khéo léo cũng ra chân nhanh như điện. Và càng đón cũng nói hơn khi Vũ Minh Tuấn vừa trải qua nỗi đau gia đình. Đội bóng cầu Park Hang-seo phải đối mặt với một đội bóng giàu thể lực bậc nhất, mạnh bậc nhất. Và đá phạt của Xuân Trường. Đánh đá! Đức Trinh, một pha băng cắt, một pha băng cắt mẫu mực và Đức Trinh đã hạ đối phương theo đúng cách mà Hussein đã đánh bại chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ tiến vào bán kết là hoàn toàn xứng đáng dù thời gian vẫn còn. Thật là hạnh phúc cho các cổ động viên đang có mặt trực tiếp ở sân vận động Thường Thục ngày hôm nay. Rồi, rất hiểu cảm giác của các cổ động viên ở trên sân Thường Thục vào lúc này. Xuân Trường, Quang Hải, chân trái. Xem khoảnh khắc của Quang Hải khống chế quả bóng một nhịp rất khôn ngoan, đảo quả bóng sang chân thuận của mình trước một dừng cầu thủ phòng ngự của Qatar và sửa quả bóng. Chỉ có thể nói là cầu vồng đường cong quá mỹ miều. Những giây cuối cùng của trận đấu. Và tưởng rằng chúng ta đã không còn cơ hội sau pha đá phạt không thành bàn của Quang Hải. Nhưng bây giờ tất cả đã có niềm vui. Bàn thắng đến rất đúng thời điểm và có lẽ không còn thời gian để gỡ nữa dành cho Indonesia. 1-0 cho các cầu thủ Việt Nam. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã thành công sau rất nhiều công sức. Một tình huống bóng bầu và người ghi bàn là Triệu Việt Hưng. Chúng ta vẫn cần phải có thêm một chiến thắng nữa để giành ngôi nhất bảng và giành quyền đi tiếp. Những bàn thắng này thực sự là rất quan trọng. Nó đem đến sự tự tin, nó củng cố thế đá của chúng ta cho trận đấu cuối cùng gặp Thái Lan. Việt Hưng trở thành cầu thủ đầu tiên của U23 Việt Nam ghi được 2 bàn thắng tại vòng loại. Hy vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt dần lên. Mesut Ozil, cầu thủ Arsenal đội bóng Anh rất yêu quý anh Tùng ạ. Vâng, cái chân trái thì chắc chắn là giống rồi. Đùng đỉnh, nhưng mà khi thoải mái tâm lý ra chân trái rất hiểm hóc. Quá xuất sắc.
Pha tung người của thủ môn Nadio chỉ có thể tô điểm thêm cho bàn thắng đẹp này của Hoàng Đức. Đó là một cú đá khẳng định tài năng của Hoàng Đức, khẳng định sức mạnh của U22 Việt Nam ở một trận đấu có thể nói là cực kỳ khó khăn. Không còn thời gian nữa rồi. Thắng lợi đã thuộc về Việt Nam rồi. Câu trả lời của Quang Sô với những sự mạo hiểm của ông, mạo hiểm nhưng có lý và rất sáng tạo. Một lần nữa chúng ta ngả mũ trước ông thầy Quang Sô. Những thử nghiệm tuyệt vời. Bây giờ thì anh Đức đã bị chuột rút thật rồi. Nhưng đó là cái giá phải trả sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của cầu thủ lớn tuổi nhất trên đội tuyển Việt Nam. Cao Win đã chơi có thể nói là rất lung tung. Anh bất ngờ trước tình huống dứt điểm của anh Đức. Cú đẩy bóng của Cao Win phải nói là hơi thiếu may mắn khi nó không đi qua xà ngang mà lại cuộn vào trong. Ông Park Hang-seo đã thất vọng nhưng rồi là bùng nổ vui sướng sau đó. Liệu đây có phải là lời khẳng định của ông vua bóng đá Đông Nam Á hay không?